Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề những thông tin vô dụng về 164 vị tướng của Liên minh huyền thoại. Nhưng số này ra hơi muộn bởi vì lần trước vẫn còn 80% công xem không sắp đấy. Nên lần này ông nào chưa sắp thì nhớ đăng ký và bấm like nhá, để tường có động lực ra video đều hơn. Giờ thì vào việc thôi. Aatrox chính là kẻ tàn sát gần hết bộ tộc của Tryndamere và cho rằng Tryndamere chính là vật chủ lý tưởng của hắn. Theo một fan cứng của Ari, có hơn 10 ca khúc K-pop đình đám của Big Bang, BTS và 2NE1 và những nhóm nhạc khác được rõ ớt hình trong lời thoại của Hồ Ly Chín Đuôi. Vào năm 2011, skin Akali Y Tá được sale 50% từ ngày 21 đến 27 tháng 3 với lợi nhuận được quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ của Mỹ để hỗ trợ cho người dân Nhật Bản sau trận động đất 11 tháng 3. Asha là vị tướng đầu tiên đồng thời ra mắt trên cả 3 game Liên Minh, Tốc Chiến, Legend of Runeterra do sự đóng góp không nhỏ trong cốt truyện của Đại Suy Vong. Hầu hết comment Alistar thích Alistar bò sữa bởi vì có thể đứng gõ chuông gây khó chịu cho đội bạn. Amumu có thể là một hoàng tử của Shurima bởi cậu tỉnh dậy trong một kim tự tháp ở nơi đây, và rất có thể khi Riot phát triển bộ skin Pharaoh Amumu cũng đã ngầm xác nhận danh tính của cậu. Anivia từng bị On chặt mất cái cây là chỗ đậu yêu thích của cô. Để trả thù, Anivia đã dùng lông chọc vào mũi On lúc ngủ, rồi On hát xì đốt cháy luôn cả căn nhà của mình, và thế là anh em thù nhau từ đấy. Annie là một trong 6 vị tướng được thiết kế đầu tiên, cùng với Singed, Sivir, Sion, Lee Sin và Twitterfate. Cô cũng là tướng phép đầu tiên sử dụng hệ thống stun và có khả năng tạo ra sát thương diện rộng. Cho đến bây giờ, Aphelios vẫn đứng đầu trong danh sách 200 năm kinh nghiệm của Riot. Tại LCK mùa hè năm 2023 bây giờ, Aphelios đang có tỷ lệ chọn lên đến 91,5% và Gumayusi cũng tuyên bố mình chính là best Aphelios của thế giới. Ashe có khả năng dựa trên tướng Trisect the Drought Ranger của Dota. Cả hai đều có thiết kế hình ảnh và cách chơi rất giống nhau, đều là xạ thủ và bắn ra tên băng làm chậm đối thủ. Hiện tại, người duy nhất được Aurelion Sword phát phiếu bé ngoan là Zoe. Ông đã hứa rằng sẽ chừa cô ra khỏi danh sách đồ sát của mình nếu ông có ý định tiêu diệt cả Runeterra. Azir không hề thích Ezreal một chút nào, một phần do cậu là nhà thám hiểm và tiện thể chôm luôn cổ vật trong hầm mộ của ông. Azir cũng không hề thích công việc trộm mộ của Sivir, nhưng lại không thể ghét Sivir được vì cô là con cháu ở trong nhà. Bot có thể du hành đến gần như mọi không gian của Runeterra, kể cả là khu vườn thiêng của Soraka nhờ viên ngọc xanh bên trong chiếc tù và của ông. Belvet cao khoảng 3m từ chân đến đầu và cao khoảng 4,5m từ sừng tới đuôi có dạng hình cá đuối. Sải cánh của cô dài khoảng 6,7m và trong trạng thái cường hóa thì Belvet cao bằng Galio. Blitzcrank từ một Gormo combo cùng với Thread, khi mà người chơi Blitz có thể kéo địch và bấm lồng đèn của Thread để đưa kẻ địch về vị trí có lợi của team. Brand là vị tướng thứ hai có chủ đề về lửa. Vị tướng đầu tiên chính là Annie. Cái tên Brand bắt nguồn từ tiếng Đức Brandes, có nghĩa là lửa, ngọn đuốc. Từng có một thời điểm, Raum ngăn chặn cơn thịnh nộ của Tryndamere lại, cả hai sau đó đã cùng cười và đi nhậu với nhau. Có một vài mẩu chuyện cho rằng Raum chính là người đã giới thiệu Tryndamere với Ashe. Caitlyn được cho là thuận cả hai tay do cô có thể bóp cò súng bằng hai tay khác nhau. Q của Agent Fate trong Valorant được lấy cảm hứng từ chiêu cuối của Camille, khi cùng có khả năng tạo ra quả cầu kết dính và làm suy yếu kẻ địch trong bán kính của nó. Cassiopeia được lồng tiếng bởi Karen Strowman, cũng là người lồng tiếng cho Fiora, Shyvana và Zyra. Cho'Gath cao tới 6m và nặng 6-7 tấn. Với mỗi một cộng dồn thì nó sẽ tăng lên 1,8m và nặng thêm 1 tấn. Ban đầu mọi người nghĩ Corki là lấy cảm hứng từ tướng Arev Lycrew, The Gyrocopter trong Dota 2. Nhưng hóa ra hai con tướng này đều lấy cảm hứng từ một nhân vật khác trong Warcraft 3, cũng tên là Gyrocopter. Darius sắp chuẩn bị bước sang tuổi 40, bắt đầu già đi và đã có tóc bạc trên đầu. Nhưng ông vẫn là đại diện cho sức mạnh của Noxus, nhưng không sao bởi vì ngoài đời vẫn người 38 tuổi, vẫn đá đến cùng không chịu nghỉ hưu mà. Mối tình của Diana và Leona từng gây tò mò cho cộng đồng fan Liên minh, nhưng trong cốt truyện Rise With Me, Riot đã khẳng định về mối quan hệ này của họ. Có rất nhiều câu chuyện tại Zaun kể về sự đe dọa của Mundo cuồng loạn, rằng hắn trẻ đôi một con rồng chỉ với một nhát, phù thủy mạnh nhất cũng không thể cản bước được hắn, không một hiệp sĩ cao quý nào đủ ngu xuẩn để dám đối đầu với hắn mà toàn mạng trở về. Những câu chuyện thường mâu thuẫn nhưng đều có một điểm chung là nơi nào Mundo đến đều không mấy ai hài lòng. Draven từng thuộc binh đoàn của người anh Darius, nhưng rồi hắn rời đi, không rõ là tự nguyện hay bị đuổi cổ. Và sau bao nhiêu sóng gió, giờ hắn đã trở thành đao phủ của Noxus. Vết tattoo trên mặt của Echo là biểu tượng cho chiếc đồng hồ cát. Trên trang phục của Echo có những chi tiết bu lông giống với phong cách của Jinx và Vi. Elite trong những bản thiết kế đầu tiên trông rất đáng sợ và ám ảnh. Đến cả nhân viên thiết kế lẫn người chơi bị hội chứng sợ nhện cũng đều không dám nhìn thẳng vào con tướng này, nên Riot đã giảm bớt độ kinh dị của cô. Có giả thuyết cho rằng Evelynn thực sự bị cuốn hút bởi vẻ ngoài nam tính của Twitterfate, đặc biệt là khi Twitterfate có thể chống được cám dỗ của Evelynn. Còn tôi thì nghĩ đơn giản Evelynn không phải gu của Twitterfate thôi.
Ezreal có khả năng thi triển ma pháp mà không cần sử dụng đến găng tay của Nezuk. Những vết tha thu nhỏ dưới mắt của cậu chính là biểu hiện của ma thuật. Chúng sẽ xuất hiện khi Ezreal niệm chú hoặc sử dụng các ma pháp phức tạp. Tuy nhiên, Ezreal lại thích sự đơn giản, nên luôn sử dụng găng tay để niệm phép của mình, vừa nhanh hơn, đơn giản hơn và đương nhiên là mạnh hơn nữa. Tên ulti của Nocturne, Paranoia, từng được đặt tên cho nội tại đầu tiên của Fiddlestick. Fiora được lấy cảm hứng từ Juliet Albinese, một nữ kiếm sĩ và cũng là ca sĩ hát opera của thế kỷ 17. Skin Fit đánh cá có chủ đề công việc hàng ngày và được ra mắt vào đúng dịp cá tháng 4 năm 2012. Người thiết kế Zakalio cũng chính là người đã chế tạo xiềng xích trong nhà tù giam Silas. Gangplank không chỉ cướp tàu Leviathan của Swain, mà hắn còn cướp luôn rất nhiều tàu buôn khác của Noxus khi đi qua Bilgewater. Trường kiếm của Garen được đúc từ một loại nguyên liệu là thép mặt trời, kết hợp với khoáng ma thạch nên mới có khả năng triệu hồi ra thanh kiếm ma thuật. Diện mạo của Gunnar được tham khảo từ nhân vật Stitch trong bộ phim Lilo and Stitch. Gragas từng là pháp sư kiêm đấu sĩ cận chiến đầu tiên trước khi Silas ra mắt. Khẩu súng Destiny của Grave được hắn thiết kế và độ lại một cách đặc biệt, nên mới có thể vừa bắn được nhiều loại đạn từ bom khói, lựu đạn cho đến đạn thường. Theo cốt truyện quần đảo bóng đêm, màn xương mà Gwen tạo ra là loại khắc chế với màn xương đen của Viego, mặc dù Gwen tạo ra cũng từ một phần ma pháp của Viego. Rất nhiều người chơi tưởng nhầm rằng Lilia là vợ của Hecarim khi con tướng này mới ra mắt. Rod đã phải nói rõ trong bài viết quá trình phát triển của Lilia rằng không, hai con bốn chân không có nghĩa nó là vợ chồng. Khẩu súng H28G trong chiêu Q của Heimerdinger là do Rumble cải tạo lại để nó trở nên mạnh mẽ hơn. Illaoi là người đã bảo vệ Miss Fortune và rất nhiều người khác tại Bilgewater trong sự kiện tấn công của màn xương đen. Cô đã đánh đuổi ở Hecarim bằng sức mạnh mà thần linh ban cho. Những lưỡi kiếm ở Irelia chính là di vật của gia đình cô. Đây cũng chính là huy hiệu truyền lại của gia tộc, nhưng đã bị Noxus đập vỡ mất. Và sau trận chiến với Noxus, những lưỡi kiếm này đã trở thành biểu tượng cho sự không chùn bước của Ionia. Ivern đã chu du đến hầu hết các khu vực của Runeterra, ngoại trừ quần đảo bóng đêm. Đó cũng là lý do tại sao ông không gặp được Maokai. Tên thật của Janna là Janna Harm, theo tiếng Shurima cổ có nghĩa là người bảo vệ, và sau này được viết tắt thành Janna. Javan đã từng cứu mẹ của Shyvana, sau đó cô đã giấu việc mình là nửa người nửa rồng, mà chỉ để dạng người để đi cùng với Javan. Jack từng là bạn nhậu thân thiết với Gragas, nhưng trong một lần, một trong hai người đã trêu đùa các em gái trong quán bar, thế là hai ông choảng nhau luôn. Kết quả là Gragas bị đấm không trượt phát nào, còn Jack thì bỏ về và không bao giờ quay lại quán bar này một lần nào nữa. Trong quá trình phát triển, Jay từng được gọi là Apollo, dựa theo tên của vị thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp. Hiệu ứng biến về của Jin, SKT-T1, là điệu nhảy bang 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 của nhóm nhạc Big Bang, nhưng mà chỉ có 3 bang, không có 4 bang, Jin hơi buồn. Trong quá trình phát triển, khẩu súng ngắn của Jin được đặt tên là Mr. Pew Pew và có một khuôn mặt mèo được vẽ ở trên đó. Sau thành công của những đấu sĩ pháp sư như Gragas và Silas, Rod quyết định sẽ phải sáng tạo nên một con đấu sĩ đỡ đòn kiêm sát thủ để mang vào trong liên minh, và đó chính là Cassante. Và giờ nó lỗi như thế nào chắc anh em cũng biết rồi đấy. Mặc dù nói Luck là con cưng được chăm chút về skin, nhưng Kai'Sa là con tướng có skin hàng hiệu đầu tiên và cũng là con tướng đầu tiên có skin hàng hiệu thứ hai, và cô cũng ấm luôn được skin vô địch thế giới ngay trong năm đầu tiên ra mắt. Điệu nhảy Kalista là dựa trên điệu múa thương Oberyn Martell trong Game of Thrones. Kiếp trước của Calmar là một người đàn ông tên Jack Green. Người này đã lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình để thực hiện nghĩa vụ của một Calmar. Giọng của Carter trong band Pentakill được lồng tiếng bởi John Landy. Ông đã từng góp giọng trong 3 album nổi tiếng của Liên Minh là Smite and Ignite, Grab of Undying và Lord Chapter. Trang phục Cassadin biển sâu được lấy cảm hứng từ một bức họa trên cộng đồng của Liên Minh, và bức họa này được lấy cảm hứng từ con quái vật The Eponymous Entity của A.P. Lovecraft. Mối tình của Garen và Katarina được chớm nở từ trong bộ phim ngắn A Twist of Fate, nơi mà người ta xem không nghĩ rằng hai đứa đang chiến với nhau chí tử như vậy lại có thể yêu nhau được. Kale được thiết kế là thuận tay phải, còn Morgana là thuận tay trái. Erod muốn ám chỉ rằng tay phải thường liên quan đến sự nhân hậu, tốt lành và ánh sáng của công lý, còn tay trái sẽ liên quan đến ác độc, bóng tối và tội lỗi. Trong truyện tranh của Z, Kane đã cố tán tỉnh Akali, nhưng anh bị từ chối bởi vì không hợp gu cô, và Akali cho rằng Kane có máu điên nên không nên yêu. Vào năm 2020, khi skin của Kanan nội khoa được làm lại, tất cả lợi nhuận từ tháng 6 và tháng 7 đều được Riot quyên góp vào quỹ tác động xã hội để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ cho COVID-19 trên toàn cầu. Kha'Zix là tướng hư không duy nhất không có sát thương chuẩn trong bộ kỹ năng. Phải nốt lại cái này cho tập phân tích hư không sắp tới đấy. Vào khoảng thời gian trước khi lịch sử Runeterra được viết ra, Kindred chỉ là một thực thể được gọi là The Grey Man. Tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến sự tồn tại của thực thể này, và họ đều ghét nó vì Kindred bắt mọi người đi. Đó cũng lý do tại sao ở Ionia, Kindred được gọi là The Taker. Có giả thuyết cho rằng nước nấm mà Kled sử dụng có nguồn gốc cùng với thứ tạo nên bẫy độc của Teemo vì nó cùng đến từ Zaun. Khi Kog'Maw nhàn rỗi, nó sẽ chợp mắt một lúc hoặc sẽ chạy xung quanh giống như một chú chó đuổi theo đuôi của mình.
Cái tên LeBlanc được lấy cảm hứng từ tên Maurice LeBlanc, người đã tạo ra nhân vật Arsène Lupin. Và cũng giống như Lupin, LeBlanc được miêu tả là một bậc thầy ngụy trang. Lee Sin tuyệt vô thần được lấy cảm hứng từ Iron Fist trong Marvel. Ngoại hình của anh giống với Daniel Rand trong TV show Iron Fist. Trong skin tiệc bể bơi, khiên của Leona có in dấu của hội Lunari, là hội của Diana. Lilia là một sinh vật sinh ra tại Eonia nhưng lại có giọng Scotland là Anh, là do nhân vật của cô đã chịu ảnh hưởng từ rất nhiều câu chuyện thần thoại liên quan đến các vị tiên trên quần đảo Anh. Lysandra từng kể câu chuyện về vực gió hú, nếu người chơi đợi 30 giây sau khi chiến thắng tại một trận Aram. Tính năng này sau đã được loại bỏ vì một số chi tiết xung đột với cốt truyện hiện tại. Súng của Lucian có khắc chữ L trên thân súng và của Senna là chữ S. Ký tự này còn là viết tắt cho Light and Shadow. Lulu Bittersweet là skin duy nhất biến kẻ thù thành dạng cupcake chứ không phải là sóc tím của Runeterra. Chiêu cuối của Luck có tận 3 cái tên: Final Function, Infinity Light, Final Spark. Tất cả đều được tham khảo từ tựa game Toho Project, đặc biệt là Final Spark được lấy cảm hứng từ Final Flash của Vegeta trong Dragon Ball. Trong tựa game Legend of Runeterra, Malphite của những đứa con tách ra từ mảnh vỡ của mình được gọi là Chip. Tạo hình trang phục Mao-Zaha, hoàng tử bóng đêm, được lấy ý tưởng từ vị hoàng tử 34. Maokai đặt tên theo họa sĩ đang lên ý tưởng cho con tướng này là Maokai Xiao. Master Yi Thiên Kiếm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung và một số tác phẩm kiếm hiệp khác. Đây cũng là skin đầu tiên mà Master Yi lộ mặt. Ngoài tạo hình Mỹ Latin, hình tượng Milio còn được lấy cảm hứng từ trong những bộ phim và series hoạt hình khác như Encanto, Pokemon và Avatar The Last Airbender. Hình tượng Miss Fortune được xây dựng từ hai hình tượng nữ cướp biển có thật là Annie Bonny và Mary Reed. Mordekaiser từng được đặt cho danh hiệu là The Master of Metal, bậc thầy kim loại, sau đó chuyển thành The Lord of Death, chúa tể của cái chết. Nhưng sau một cuộc bầu chọn của cộng đồng, nó đã được thay thế bằng The Iron Revenant, pháo đài kim loại. Như ta biết, Kale và Morgana là đại diện cho hai khía cạnh của công lý và biểu tượng lần lượt là thanh kiếm và sợi xích bóng tối. Không biết là trùng hợp hay sắp đặt, nhưng hai người đại diện cho Demacia hiện tại là Sylas và Garen cũng có hai vũ khí tương tự. Trang phục Nami thần sông được lấy cảm hứng từ những nhân vật thần thoại nổi tiếng như nữ thần Nim của Hy Lạp, Rusaka trong thần thoại Slavic và nàng tiên cá Iara của Brazil. Trang phục vệ thần Narsus được ra mắt vào sự kiện Tết Mậu Tuất năm 2018. Dòng ski này được dựa trên thần thoại Thiên Cầu Truy Thiên Thảo của Trung Hoa. Dáng đứng của Nautilus khi không có bất kỳ di chuyển hay tấn công nào được dựa trên hình tượng của thuyền trưởng Morgan. Theo như đội ngũ thiết kế Ross cho biết, Naferi thuộc giống chó hoang của châu Phi. Tóc của Nico có thể thay đổi hình dạng dựa trên cảm xúc trên gương mặt của cô. Tư thế chắp tay của Nila và Karma là vị phu liên hợp trưởng, một trong những thủ ấn của Phật giáo. Bài học định tinh thần của Wukong được dạy chính là thiền, nhưng Wukong lại tạo ra một phân thân để ngồi thiền thay cho mình và rồi trốn đi chơi. Skin Nadeli loạn thế anh hùng lấy cảm hứng từ Tôn Phu Nhân, hôn phu của Lưu Bị và cũng là em của Tôn Quyền. Nocturne là vị tướng duy nhất có lời thoại trong bộ phim ngắn A Twist of Fate với lời thoại: bức tranh vẽ Lulu và Willem được treo trên tường tại trụ sở của Riot này từng được các nhân viên Riot làm riêng một video minh họa về một chuyến phiêu lưu của bức tranh được vẽ bằng bút chì màu. Nhiều lúc thấy mấy ông ở trong Riot rảnh thật. Skin Olaf băng giá được lấy cảm hứng từ nhân vật khổng lồ Jotun của thần thoại Bắc Âu, cũng chính là giống loài của Loki trong Marvel. Biệt danh đầu tiên ở Orianna là The Clockwork Girl, trùng tên với một bộ phim hoạt hình Canada năm 2014 và rồi được đổi tên lại thành Quý Cô Dây Cót trước khi phát hành để tránh vấn đề về bản quyền. Orn không chỉ chế tạo ra cây cầu của vực gió hú hay cánh cửa ma thuật giờ là khiên ở Brawl, mà Orn còn là người chế tạo ra cây búa đầu tiên của Runeterra. Pantheon, vũ khí tối thượng, không đến từ vũ trụ này mà đến từ một hành tinh khác, nơi mà quê hương Anh đã bị lũ cận vệ thép hủy diệt. Kỹ năng chiến đấu của Poppy được rèn rũa phát triển theo cùng với lịch sử của Demacia. Càng ngày cô càng sử dụng dễ dàng cây búa của Orland, mặc dù Poppy vẫn luôn từ chối làm chủ nhân của cây búa này. Cảm hứng để tạo ra Pike được lấy hình tượng từ rất nhiều bộ phim kinh dị như Jaws, It, Halloween, Friday the 13th. Trong quá trình phát triển ra Quiana, nguyên tố nước giúp cô tàng hình, có nguyên tố cỏ giúp cô trói chân, ngược lại so với bộ kỹ năng bây giờ. Chiếc nỏ của Queen được làm từ sừng của một con Turkvor, là sinh vật đã giết chết em trai của cô. Áo choàng của Rakan thực chất chính là đôi cánh được ngụy trang bằng ma thuật Vastaya để anh hòa nhập với con người. Ban đầu, Ramus từng có những lời thoại rất bình thường như những tướng khác, nhưng vì nghe những giọng này quá chán nên Ross đã đổi thành những từ đơn giản như bây giờ. Trước khi Belvet xuất hiện thì Rek'Sai từng được gọi là nữ hoàng của hư không, nhưng thật ra cô chỉ được tính là nữ hoàng trong giống loài của mình bởi vì cô là cá thể có kích thước to nhất. Con ngựa của Rel không hề có tên. Mãi đến khi có skin của vũ trụ Star Guardian, con ngựa của Rel mới được đặt tên là Sebastian.
Nguồn gốc cái tên Renata Glass được lấy từ Latin Renatus, nghĩa là hồi sinh. Thanh bán nguyệt đao Renaton từng là một chiếc rìu thuộc về vị vua chiến binh Icatia. Khi sử dụng sức mạnh của thần cá sấu thì thanh đao này sẽ thay đổi kích thước phù hợp với tỷ lệ cơ thể. Trong trận chiến của Icatia, Renaton bị gãy vũ khí của mình, thế là thó luôn cây đao này làm của riêng. Ta có thể thấy xương sọ của rồng và Baron trong ảnh bìa của trang phục Rengar thợ săn. Và thứ treo trên vai của Rengar cũng có thể là đầu lâu của Velmor, con boss trong map 3v3 cũ. Có giả thuyết cho rằng LeBlanc muốn lấy kiếm ở Riven vì nó có thể chứa sức mạnh ma thuật giống như vũ khí của Dokkin, và ả ta cần thanh kiếm này để sản xuất hàng loạt cho quân đội Noxus. Skin Rumble, ông trùm độ xe, được lấy cảm hứng từ nhân vật Immortan Joe trong bộ phim Mad Max Fury Road, và đây là trang phục duy nhất người máy cậu đi bằng hai sợi xích chứ không phải là hai chân. Theo thống kê của Riot năm 2009, Ra là vị tướng được làm lại và bị nớp nhiều không kém gì Irelia. Do định hướng với bộ skill của con tướng này quá bá, đặc biệt là sau mỗi lần Riot thấy Faker cầm Riot hành những người chơi khác. Tương tác của Samira khi tung đồng xu gây một sát thương chuẩn được lấy cảm hứng từ Luigi trong Mario Super Smash Bros. Chú lợn của Sejuani cưỡi có tên là Bristol được lấy cảm hứng từ con lợn thần Grislin Busted trong thần thoại Bắc Âu. Khẩu đại bác của Senna sử dụng được rèn bên trong lồng đèn của Thread được làm từ vũ khí của những vệ binh ánh sáng bị cầm tù trong lồng đèn của hắn. Senna đã thu thập hết tất cả những di tích của họ để lại và rèn thành khẩu súng này. Seraphine là vị tướng đầu tiên được Riot mở các tài khoản mạng xã hội chính thức. Đặc biệt, Spotify của Seraphine có 4 bài hát và hiện đã có được 21 triệu lượt nghe. Không biết bao giờ Riot mở tài khoản OnlyFans ở các tướng nhỉ? Riot đã xác nhận trên Wiki rằng thiết kế của Seth là được dựa trên bộ manga Jojo Bizarre Adventure. Thậm chí, người lồng tiếng của Seth nhất quyết phải là người đã từng lồng tiếng cho bộ phim Jojo, với giọng Mỹ của Seth là từng lồng tiếng cho Taron D. Darby. Và giọng Nhật thì chắc nhiều anh em đã biết, chính là Dio. Đây là Shaco của team mình, còn đây là Shaco của team bạn. Nhiều khi game không cân bằng là tại người chơi chứ không phải tại Riot. Shen là vị tướng đầu tiên sử dụng nội năng trong liên minh, và về sau, rất nhiều con tướng Ionia khác cũng sử dụng cơ chế này thay vì dùng mana. Tên của Shyvana bắt nguồn từ tiếng Gaelic là Island Shavron, và sau này được Anh hóa thành Shivon hoặc Shavan. Đội quân Noxus không may hy sinh khi Singed sử dụng độc để phá hủy cả làng Guju của Master Yi, chính là đội quân mà Riven tham gia. Theo một thống kê truyền miệng của cộng đồng liên minh, thì cứ 10 main Sion thì có 9 thằng có lối chơi lên top đẩy đường bất chấp, và một bạn Sion là chơi support. Trong thiết kế ban đầu, Ra đã định để cho tóc của Sivir có màu hồng, giống như dòng skin Sivir bánh ngọt. Lần trước chúng ta có Rek'Sai dạng người rồi, giờ thì là Skarner được vẽ lại thành dạng người. Nice. Sona bị câm nhưng vẫn bị dính hiệu ứng câm lặng. Kiểu tóc của Soraka vệ binh tinh tú được lấy cảm hứng từ nhân vật thủy thủ sao Hải Vương trong loạt phim Thủy thủ Mặt Trăng. Tương tác Canchon 3 khi Xuyên huýt sáo và nhảy theo điệu nhạc được lấy cảm hứng từ điệu nhảy của Fred Astaire. Silas và Nico từng được phát triển trong cùng một thời điểm, nên Rod đã quyết định để chiêu quy của Nico cho Silas. Ban đầu Syndra có tên là Syndra với chữ C, nhưng Rod cảm thấy Syndra với chữ S phù hợp hơn nên đã chốt cái tên này luôn. Ngoại hình hiện tại của Tam Ken là dựa trên hình ảnh của Bill Squatter tưởng tượng về hắn. Trước Tam Ken thật ra không hề có tên hay hình dáng riêng. Nếu ở ngoài đời thực, Thalia sẽ thức nhạc indie, electropop, phim phương Tây, tiểu thuyết lãng mạn, sinh tố của Starbucks, kem bánh nhung đỏ, bánh pizza dứa và xúc xích, rất giống một cô gái tuổi teen bình thường. Điệu nhảy của Talon chỉ là moonwalk của Michael Jackson trong Billie Jean. Vụ ship Taric và Ezreal bắt đầu từ một thời điểm khi EZAD Taric support là meta, thế là anh em bắt đầu lên thuyền hai ông này. Chứ Riot không hề có xây dựng câu chuyện là Taric thích Ezreal. Cái tên Teemo có thể đọc lái lại là Emote, cũng bởi vì khuôn mặt rất dễ nhận dạng của Teemo, và cậu cũng trở thành linh vật và rất nhiều biểu cảm của liên minh. Lưỡi hái của Thread được lấy cảm hứng từ cây Kusarigama, một món vũ khí võ thuật của Nhật Bản cổ, được phát triển từ nông cụ. Kusarigama có một đầu là lưỡi hái để cắt cỏ, được nối bằng một đoạn dây xích với đầu kia là chùy. Tristana có một skin chưa ra mắt, mang tên Arm Cannon Tristana, được lấy cảm hứng từ Mega Man. Đây là hình ảnh của Trundle trong giai đoạn đầu tiên của liên minh. Cảm hứng được tạo nên Tryndamere. Ngoài Conan the Barbarian ra, còn có cả Thành Cát Tự Hãn, cũng là một bạo chúa tự tay xây dựng lên đế chế của mình. Trong cốt truyện cũ, sức mạnh của Twitter Fate đến từ thí nghiệm được thực hành bởi một tiến sĩ mang tên là Xavier Rass, có khả năng ám chỉ đến giáo sư Xavier của X-Men. Chiều cao thực của Tweet trong cốt truyện là 1m5, gần bằng một người trưởng thành, và nó được coi là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất của Ja'un, với cây nỏ độc trong tay. Điệu nhảy của Udyr được lấy cảm hứng từ túy quyền của Thành Long. Ugot là cyborg đầu tiên được ra mắt trước cả Victor, Camille và Orianna. Skin Varus Bắc Cực có thiết kế tương tự như những người lính trong loạt game Battlefield. Vayne từng suýt bị hủy không được trở thành tướng chính thức vì đội ngũ thiết kế không tìm ra được cái mũ nào phù hợp cho cô.
và quyết định ra mắt luôn, thôi không cần mũ nữa, đáng ra phải hủy mới đúng chứ. Vega được đặt tên theo một nhân viên phân tích của Riot là Vega Boris. Trái ngược với con Jord đồ lùn này, nhân viên này khá cao. Thiết kế của Velcord được dựa trên con quái vật Oculus Togas. Theo như cốt truyện thì ma thuật của Vex vốn đã khác với tất cả các Jord đồ, và nhờ có màn xương đen nên sức mạnh của Vex là cái bóng đã được tiến hóa thêm. Nếu Jinx xuất hiện trong đội địch, Vi sẽ có một nhiệm vụ ẩn là Catch Me If You Can, và cô ấy sẽ được một vàng mỗi khi Jinx bị hạ gục, và Jinx cũng được một vàng nếu như Vi bị hạ gục. Trong một vài lời thoại của Maokai có ngụ ý rằng Mordekaiser và Viego là đối thủ của nhau. Victor là người đi đầu trong phong trào tiến hóa The Evolution về việc biến cơ thể con người thành máy móc. Giáo phái vòng tròn đỏ của Vladimir đa phần toàn những tín đồ trẻ sẵn sàng tận tâm tận hiến vì hắn. Volibear và các tín đồ của hắn liên minh với Sejuani, Udyr và tộc móng vuốt mùa đông để chống lại tộc Avarosa và băng vệ của Lysandra. Tuy nhiên, liên minh này rất lỏng lẻo vì Volibear có một âm mưu riêng của mình dành cho Fjord. Trong giai đoạn thử nghiệm của Warwick, một trong những khả năng của con tướng này được gọi là Pawn. Cái tên này sau đó được sử dụng cho kỹ năng W dạng báo của Nidalee. Đôi cánh kết hợp của Saiyan và Rakan được lấy cảm hứng từ Chimjan trong thần thoại Trung Quốc, có mối quan hệ tương thân tương ái, tượng trưng cho sự gắn bó của hai người yêu nhau. Tên của Serat theo tiếng Shurima cổ có nghĩa là người chia sẻ, được Asia đặt cho vì tuổi thơ hai người là bạn đọc của nhau. Phiên âm của Xin Zhao trong server Trung Quốc tình cờ lại giống với tên của một vị tướng Hung Nô. Vị tướng này đã từng đầu quân cho quân Hán, nhưng Xin Zhao lại được lấy cảm hứng từ danh tướng Triệu Vân. Trong MV True Damit, Yasuo là DJ nên không có bất cứ lời hát nào, mặc dù ban đầu lời của Yasuo có được Riot thu âm. Nhờ có chiếc mặt nạ Azakana và Yone có thể nhìn thấy các dạng linh hồn và quỷ mà mắt thường không thể nhìn thấy, giống với mắt hoàng hôn của Shen. Bây giờ có kiếm VIP, mặt nạ VIP, giờ thêm cả mắt VIP luôn. Yorick lang thang khắp nơi, cuối cùng đã tìm được một người sống trên hòn đảo bóng đêm, nhưng thương tiếc thay, anh lại không thể cứu được người này. Chumi và cuốn sách của con mèo này là bạn của Alun, chị gái của Aphelios. Họ thường đến thăm cô ấy ở linh giới đều đặn theo chu kỳ của mặt trăng. Trước khi chính thức ra mắt, Jack từng làm cameo trong ảnh của Reven Thỏ Ngọc và thậm chí xuất hiện trong cả trailer phiên bản Mark của game. Vào năm 2018, trong cuộc bầu chọn vị tướng yêu thích nhất của Riot, Zed được bầu chọn là cao hơn 27% so với những tướng sát thủ khác. Bộ skill của Jerry được lấy cảm hứng từ game FPS với chiêu Q là khẩu rifle và W là khẩu súng ngắm. Zeke khá sợ Jinx bởi vì cô luôn tranh thủ thời cơ để ôm anh. Ở đâu đó trên Runeterra, có một tòa tháp gồm những người dân tị nạn của Ikatia được di lần xóa khỏi dòng thời gian để cố gắng cứu nhiều người nhất khi đất nước Ikatia của ông bị Shurima đập nát bét. Nautilus và Timo phi hành gia có cameo trong video giới thiệu của Zoe. Ở đoạn cuối video, Zoe đang say sưa nghe theo bản nhạc Kinetic của DJ Sona. Zara được tạo ra từ một thảm họa ma thuật bởi một nhóm thám hiểm đến từ một vương quốc đã bị lãng quên trong chiến tranh cổ ngữ. Và thế là kết thúc một số nữa về thông tin vô dụng của 164 vị tướng của Liên minh huyền thoại. Liệu có thông tin nào mà tôi nói anh em cảm thấy không hợp lý không? Nếu có thì nhớ cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên thủ tục bấm like và subscribe để tôi có động lực làm video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.